Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Phật tử. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Các Phật tử tại gia muốn cầu bình an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã mất thì cần phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn sư ạ. Một Phật tử tại gia muốn cầu bình an cho mình, cầu siêu cho người mất. Cái cầu an ấy, thì cầu an ở đây là mình cầu một cái phước lành nào đấy, như là được sống lâu này, không có ảnh hưởng gì đến cái tuổi thọ này, được mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Thì cái cách cầu an tốt nhất đó là cái cách mà mình tạo ra được cái nhân của cái sự bình an đó. Nên là một cái người đấy mình thọ trì giới thứ nhất, không sát sinh, thì cái thọ mạng của mình được bình an, mình không có bị mà đấy là mình gieo được một cái nhân bình an về thọ mạng, không có bị chiến tranh, không bị tật bệnh và không bị mất mạng do một cái rủi ro tai nạn gì đó. Và cái quả đấy nó sẽ trổ ở trong tương lai chứ nó không thể có ngay tức thì được. Hoặc là cũng nhờ cái sự giữ giới đấy mà mình cũng có được cái bình an trong hiện tại, cũng có thể có. Hoặc là mình thọ trì giới không trộm cắp thì tài sản của mình không bị đe dọa mất mát, không tà dâm thì cái gia đình của mình không bị ly tán mất hạnh phúc, không nói dối thì mình không bị lừa dối, không uống rượu thì mình không bị điên cuồng mê loạn. Vậy thì cái người mà thọ trì tam quy ngũ giới là sẽ có đầy đủ sự bình an rồi. Hay Đức Phật dạy là ngày nào hành thập thiện, ba hạnh nghiệp thanh tịnh, ấy là ngày cát tường. Vậy thì cái ngày nào mình giữ năm giới hay là giữ 10 điều thiện lành ấy, thì cái ngày hôm đấy là ngày tốt, ngày đẹp, và đấy là cái sự bình an nó sinh ra từ đó, sinh ra từ cái sự giới mà làm việc phước, chứ không phải là cầu xin mà có ai ban cho được. Còn cầu siêu cũng y như cầu an, cũng từ cái việc thọ trì giới đó, và cộng với việc lễ Phật tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, bố thí cúng dường, tất cả những công đức, những thiện nghiệp mà mình đã làm ấy thì mình hồi hướng cho người mất thì là thành cầu siêu. Chứ không phải là cầu siêu là có một cái bài kinh, một cái pháp môn nào đấy mình lập cái đàn tràng rồi tụng cái bài kinh này là mình có thể phá được địa ngục, mình có thể nôi được cái người dưới địa ngục lên thiên đường được. Không có cái pháp đó, mà chỉ có pháp là mình hồi hướng chia cái phước đấy đến những thân bằng quyến thuộc đã mất, chung chung như thế, rồi ai hoan hỷ, ai cảm nhận được thì người đó được phước, được hưởng phước, phước đấy sung mãn đến lúc cận tử thì vị đó được siêu sinh về cõi an lành thôi. Thì cầu siêu là vậy, cầu an cũng như vậy. Cầu an thì mình hướng cái phước đấy cho người sống là cầu an, cầu siêu là mình hướng cái phước mà mình đã tạo đấy cho người chết thì đấy là cầu siêu. Cùng một cái việc đấy, vừa cầu an vừa cầu siêu được như nhau.